Hello, xin chào mọi người, lại là Jenny đây và mình đến từ Co68. Trong video ngày hôm nay thì Jenny lại tiếp tục mời thêm một bạn khách mời rất là dễ thương nữa. Bạn khách mời này là thực ra mình cũng chưa nói chuyện bao giờ luôn. Người thật việc thật nha mọi người, không hề có dàn dựng hay không hề có kịch bản gì hết. Thì tụi mình đang tổ chức một cái cuộc thi tên là Trader Kể Chuyện và đây là vòng 2 của cuộc thi này. Vậy thì nếu như mà các bạn xem video các bạn thấy hay thì đừng quên là bình chọn cho các thí sinh trong vòng 2 này. Và bây giờ thì mình hãy cùng đến với thí sinh tên là Tông Văn Hiếu. Ok, có thể cho hiện hình của bạn lên được không ạ? Rồi, hello, chào mọi người. Hello, xin chào bạn Hiếu. Ấn tượng đầu tiên của mình với bạn là bạn là một người rất là năng lượng. Thì không biết là bạn có thể giới thiệu bản thân mình là ai và đến từ đâu được không? Mình tên là Tôn Văn Hiếu. Hiện tại mình đang là chủ của tiệm hủ tiếu Lâm Giang Hàng Quán. Quý anh chị có thể tìm thấy quán của mình trên tất cả các app giao đồ ăn online ha. Thì mình là một trong những thí sinh rất may mắn đã được lọt vào vòng 2. Rồi, mến chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn bạn Hiếu, bạn rất là dễ thương, trời ơi. Không biết là tiệm hủ tiếu của bạn nằm ở địa chỉ nào để anh chị em chúng ta coi video chúng ta có thể tới anh ủng hộ được không? Nếu như mà tới trải nghiệm sản phẩm của mình á, thì nếu như mà điều kiện mà chính phủ cho phép thì có thể đến trực tiếp sản phẩm, trải nghiệm sản phẩm tại địa chỉ 16/1 đường Nguyễn Văn Thương, phường 25 quận Bình Thạnh. Còn nếu không thì quý anh chị có thể lên tất cả các app giao đồ ăn online, tìm hủ tiếu Lâm Giang Hàng Quán là sẽ ra hết trên mọi mặt trận online. Ok, cảm ơn bạn. Kết thúc 500 giây dành cho quảng cáo nha. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ đến với chủ đề chính luôn, đó là mình rất là muốn biết câu chuyện của bạn khi mà tham gia thị trường crypto. Trước khi mà vào crypto hoặc là trước khi có tiệm hủ tiếu này thì bạn có làm những công việc nào khác không? Trước đó thì mình là con trai mà đó, và sớm muộn mình cũng lập gia đình. Mình lập gia đình là mình cũng sẽ có con, cho nên mình luôn luôn có nghĩa là mình có nỗi đau đớn là mình phải dấn thân, mình phải khởi nghiệp, mình phải làm một cái điều gì đó sẽ có để đem lại một cái nguồn thu nhập, nói chung là ổn đó, để lo cho gia đình. Thì mình bắt đầu làm những nhiều công việc lắm, tại vì mình là không có được cái gọi là kỹ nghề nghiệp chuyên môn đó. Mình là người học tùm lum tùm la ra, nói chung là cũng có bằng cấp nhưng mà không có chuyên môn một cái lĩnh vực nào đó, cho nên là mình không có đi xin việc, rồi mình cũng không chịu đi xin việc nữa do bản thân mình đó. Rồi cuối cùng là mình đi làm mà từ những cái công việc chẳng hạn như là từ phục vụ quán kem nè, rồi đi cũng có làm khiên giác nè, cũng có đi chải vải cắt vải nè, đi xếp áo nè, rồi sau này đi bán quần áo, và thậm chí sau này tiếp xúc tới là chẳng hạn như là mình nuôi gà, nuôi từng con gà mà lên tới mình có thể mở được cả một cái trại gà luôn đó. Nhưng mà rốt cuộc thì ông trời không có thương đó, kém may mắn, cho nên là đợt dịch nó làm toàn bộ cái trại gà mình chết đi, thì mình mất vốn, thì bắt đầu mình làm lại. Thì với tay trắng thì mình bắt đầu mình làm lại với bén duyên với cái nghề là chạy xe ôm công nghệ đó. Thì từ đó thì mình cứ giao đồ ăn, rồi từ từ mình mỗi ngày mình tiếp xúc rất nhiều khách, mình tiếp xúc rất là nhiều chủ quán, mình biết cái cách vận hành, và mình thấy rằng cái chuyện online nó chính là một cái xu thế và nó sẽ là gọi là một cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn ở thời điểm hiện tại và trong tương lai nữa. Cho nên mình bắt đầu là mình gom góp vốn và mình mở một tiệm hủ tiếu, cũng kinh doanh theo cái hình thức cũng gọi là lấy online là chính. Và rất mừng là chính vì cái online đó nó giúp cho mình rất là nhiều, kể cả khi mà trong cái đại dịch này. Rồi sau đó thì mình bén duyên tới lại, thì có một người anh tên là Huy đã dẫn dắt mình bén duyên tiếp xúc tới cái thị trường cryptocurrency. Thì khi mình tiếp xúc với thị trường thì mình cảm giác đây là một cái gọi là giống như là một cái cơ duyên, giống như là một cái người tình mình tìm kiếm bấy lâu vậy đó. Tại vì sao? Mình rất muốn là sở hữu được những cái bất động sản, nhưng mà cái nguồn vốn mình nó không thể nào cho phép mình mua được một cái bất động sản nào đó. Và mình cứ ngồi mình ước ao đó, mình ước rằng tại sao cái bất động sản người ta không có chia nhỏ ra đi đó, để cho mình có thể mua từng mét vuông mình tích góp. Mình cứ ước ao vậy đó. Nhưng mà trong thị trường crypto thì nó lại làm được điều đó. Một Bitcoin nó có giá trị đó, nhưng mà mình có thể mua nhỏ nó từ từ, mình tích góp từ từ. Và cái quan trọng là chỉ trong vòng nửa năm hoặc là một năm, hai năm gì đó, mình cứ hold nó và cái tốc độ giá trị nó tăng lên rất là nhiều, và nó làm tổng tài sản mình gia tăng rất là đáng kể. Chỉ trong vòng 6 tháng thôi thì tổng giá trị tài sản mình nó đã được gia tăng đáng kể qua cái thị trường crypto.
Ok, thì mình nghe như vậy mình cũng rất là vui, cũng xin chúc mừng bạn và rất là vui cho bạn, bởi vì khi mà mình kinh doanh trại gà mình cũng bạn bị vấp ngã thì bạn không từ bỏ và bạn đã đứng lên và làm lại, thì cái điều đó là một cái điều rất là đáng quý mà không phải ai cũng làm được đâu. Mình thật sự rất là nể bạn á. Vậy cho mình hỏi là bạn đầu tư theo hình thức gì, giống như là mình hold dài hạn hay là mình chơi theo sóng, mình chơi theo trend hay là mình đầu tư như thế nào? Thứ nhất là cái mặt hạn chế của mình á, là mình thứ nhất là mình không có quá rành công nghệ. Cái thứ hai nữa đó là về cái mặt ngôn ngữ á, thì mình không có rành về tiếng Anh đó, mà tất cả những cái điều liên quan tới thị trường này đó đều là tiếng Anh và tin tức ở nước ngoài, cho nên mình không có đi theo cái gọi là ngồi nghiên cứu thị trường đó. Mình không tìm kiếm nghiên cứu những cái động cơ mới hay là những cái gì có tiềm năng, tại mình không có thể nào đọc hiểu thông tin, với lại mình cái quỹ thời gian của mình nó cũng không cho phép, cho nên là mình đi theo một cái chiến lược đó, mà từ đó tới từ lúc ngày bắt đầu tới bây giờ là mình đi theo có một chiến lược một thôi, có nghĩa là mình chỉ mua những cái coin top thôi đó. Thì trước mắt là mình chỉ mua ba con thì Bitcoin, Ethereum và Binance đó. Thì mình mua ba con coin đó, và cái chiến lược của mình mua đó là mình mua theo kiểu trung bình giá, có nghĩa rằng là mình vẫn hoạt động kinh doanh bình thường, thì sau khoảng 10 ngày hoặc là nửa tháng hoặc là một tháng, nhưng mà bây giờ thì cứ hàng tuần rồi, thì hàng tuần mình sẽ trích ra một cái khoản tiền, mà cái khoản tiền đó nó không làm ảnh hưởng tới cái sinh hoạt đời sống của gia đình mình, cá nhân mình, thì mình trích ra cái khoản tiền đó hay còn gọi là cái tiền nhàn rỗi, thì mình sẽ mua USDT, mình cứ để dành đó tới một cái, thì trong một tháng nó sẽ có những cái lúc mà những cái đợt mà giá nó hạ xuống đó, biểu những cái sàn nó đỏ sàn, thì những cái lúc đó mọi người hoang mang, còn mình thì lúc đó thì mình lại vui đó, thì mình lại gọi là mở máy ra, mình lại đi mua coi vào, mình cứ như vậy cứ được. Thì cái đó là một cái phương pháp mà cái người anh chỉ mình là trung bình giá, cứ mình mua tiền của mình cứ chuyển ra thành USDT, mình cứ để dành đó, và khi nào mà tới cái đợt giảm giá thì mình sẽ mua đó, có gọi là trung bình giá, và tới lúc bán thì cũng ngược lại. Thì mình mà mình trung bình giá theo kiểu là chẳng hạn như là mình có 300 đô thì mình khi mà mình canh nó xuống 10% thì mình sẽ vào một định là 100 đô, mình chia số tiền mình làm 3, và khi mà nó xuống 10% nữa thì mình set up cho nó thành 3 lệnh, là mỗi một lệnh là cách nhau khoảng 10%, từ 5 tới 10%. Như vậy mình sẽ trung bình giá được tối đa ở cái lúc mà nó đang giảm giá đó. Mình có đọc bài dự thi vòng 1 của bạn thì bạn nói là bạn có một cái thần chú rất là thần thánh đúng không? Đấy là xanh bỏ đỏ mua. Dạ đúng rồi, xanh thì bỏ đỏ mua. Chứ có nghĩa là vô cái thị trường này là thật ra cái lúc đầu á thì mình cũng bị một cái vấn đề, có nghĩa là người ta chỉ, cái người anh của mình nó chỉ mình như vậy rồi, nhưng mà cái lý trí, cái cảm xúc không thể nào mà nó kìm nén được đó. Những cái lúc mà chẳng hạn như là cái đợt đầu á, lúc đầu tiên á, mình có bị dướng một cái là theo số đông, một cái con coin mới list sàn lên giá nó cứ tăng, cứ mua một cái á, là một phút sau á, lại lời một khoản tiền lớn rồi, cho nên á lòng tham nó bắt đầu nó trỗi dậy đó, mà mình dướng theo cái con coin đó, và rốt cuộc là cái lúc mà mình mua xong mà mình ngồi đợi nó tăng lên, nhưng mà sự thật á, thì nó rất là phũ phàng, nó không tăng lên mà nó cứ đi xuống thôi, cho nên là rốt cuộc mình phải cắt lỗ cái đồng coin đó, mình mất đi một cái lượng tiền mà hàng ngày á, mà cái lúc đó là mình mới gia nhập đó, cái số vốn mình đã ít rồi mà nó còn bị mất đi nữa, lúc đó là lòng đau như cắt luôn, không biết nói làm sao đó, ngồi tự trách bản thân đó, cho nên là nói thì dễ, xanh đỏ bỏ thì mua, nói rất là dễ, nhưng mà để thực hành á thì nó còn vượt qua những cái rào cản về cảm xúc nữa đó, tại cảm xúc của con người rất là khó kiểm soát, cứ thấy là người ta là kêu cái coin này nó tốt lắm, cái coin này nó tiềm năng lắm, ngày mai nó sẽ tăng 2, tăng 3, tăng 10 đó, thế là mình nghe theo lời ngon tiếng ngọt của mọi người. Cái người mà người ta kêu mình mua á, người ta nói rất là hay đó, nó giống như là đa cấp vậy đó, nó dụ mình ghê lắm đó, mà mình cuốn theo cái chiều hướng đó, và thấy là rất nhiều người đã bị vướng cái vấn đề đó, chứ không phải riêng mình em đó, cho nên là từ cái bài học, có nghĩa là mình đã học được cái câu thần chú đó, nhưng mà mình vẫn bị vướng phải, và cái đó là một cái bài học mà mình tản luôn, cho nên là sau này là cứ thị trường nó xanh thì mình biết là mình sẽ vô là mình sẽ trung bình giá chốt lời, còn thị trường đỏ thì mình sẽ vô trung bình giá mình mua vô. Ok, cảm ơn chia sẻ của bạn. Chia sẻ rất là vui, thì mình cũng học được hai thứ đúng không? Đấy là đầu tiên là chiến lược DCA là trung bình giá, cái thứ hai nữa là xanh bỏ đỏ mua. Vậy thì còn thêm một cái nữa, đi sâu hơn một chút đi ha.
đó là về tâm lý. Thì cái tâm lý mà đám đông khi mà họ FOMO một con gì đấy ít năm ít 10 xong rồi kiểu mình cũng bị cuốn theo ấy, thì bạn có những cái cách nào để cái tâm lý của mình nó vững vàng hơn khi mà tham gia thị trường, bạn có thể chia sẻ cho mọi người không? À, cái tâm lý có nghĩa là mình làm một cái gì cũng vậy, mình dấn thân vào nó, mình bỏ cho nó nhiều thời gian hơn. Giống như lúc đầu vậy đó, lúc đầu mới tham gia thì ngồi cứ ôm cái điện thoại, ngồi coi cái biểu đồ, coi suốt luôn, coi riết mà nó sẽ có cái được người ta gọi là nó có cái cảm giác đó. Và có nghĩa là khi mà mọi người cứ là hô hào một cái gì đó nó hay, nó hấp dẫn đó, thì thật ra nó không phải ứng với coi nữa, mà nó là ứng với đời sống luôn. Cái gì mà ngon, hấp dẫn, ai cũng hô hào á, thì thôi cái đó mình né ra cho nó lạnh đó. Rồi còn lại thì chẳng hạn như là cái cảm xúc, chẳng hạn như là cái lúc mà tăng á, thì ai cũng mà mình chính em đã gặp rất là nhiều luôn. Cái lúc mà tăng á thì lại mình bán sớm, thành thử ra có lời mà lời chút xíu mà đó. Còn cái lúc mà người ta mới có điều chỉnh chút xíu thôi, xuống chút xíu thôi là bắt đầu ngồi sợ, ngồi lo phập phồng, có nghĩa là ăn không ngon, ngủ không yên, cái bắt đầu vô cắt lộ đó. Nó rất là nhiều trường hợp vậy, mà có nghĩa là mình khuyên cũng không được, mà mình nói người ta cũng không nghe đâu. Có nghĩa tới lúc đó là tâm lý người ta quyết định, cái tâm lý mà hay còn người ta gọi là cái emotion nó tăng cao thì bắt đầu cái lý trí đi xuống đó. Cho nên là mình không thể nào kiểm soát được cái hành động bản thân cứ lúc, cho nên là mọi người cứ hay bị vậy, cứ là cắt lỗ cứ bán là khi lúc đỏ, và mua khi lúc nó xanh, không mua khi cái lúc mà người ta hô hào là nó xanh lên, nó tăng lên là mua, còn cái lúc mà người ta nói trời ơi nó sập rồi này kia nọ là bắt đầu bán. Cho nên nó ngược lại với cái câu thần chú của mình, cứ là cứ người ta xanh là người ta nhào vô mua, đỏ người ta nhào vô người ta bán, còn mình là cứ xanh là mình né ra, còn đỏ mình nhào vô mình mua. Mình biết là đôi khi nói thì rất là dễ, nhưng mà đến lúc mà đụng chuyện, đến lúc mà làm, đến lúc mà thị trường nó bắt đầu chạy rồi á, là bắt đầu đó là biết là ai hơn ai ở cái chỗ mà vững tâm lý rồi đó. Bản thân mình cũng vậy, mình cực kỳ khó quản lý tâm lý của mình trong đầu tư luôn á. Và mình nghĩ là con người thì lúc nào cũng vậy thôi, khi mà có lời hay là khi mà lỗ thì tự nhiên lúc đó mình sẽ suy nghĩ khác đi. Cho nên là các bạn tham gia thị trường đủ nhiều, đủ lâu, các bạn có những cái kinh nghiệm và trải nghiệm cho bản thân ấy, thì tự động lúc đó mình sẽ hiểu hơn. Chứ bây giờ có nói đến cỡ nào đi chăng nữa mà các bạn chưa va chạm thì cũng sẽ rất là khó. Ok. Với lại nữa là có thêm một cái chuyện nữa là hay ngồi đợi. Mà thí dụ như mà nó xuống á thì nó trời ơi giờ này á là nó còn xuống nữa, hoặc là nói là nó sập rồi sẽ không mua đâu. Đó, tới lúc mà nó lên rồi, trời ơi phải chi là hồi xưa đó mình mua, đó là dạng vậy. Mà cái đó thì gặp rất là nhiều luôn. Cái lúc mà tăng á thì cái lúc mà tăng á thì không mua, nói là ở này cao dữ quá. Đó, nhưng mà qua tháng sau á, trời ơi phải chi tháng trước mình mua. Đó, là cho nên là cái kiểu đó cũng tâm lý đó cũng gặp rất là nhiều. Okay, mà chính mình thì thời đầu cũng bị luôn. Đó, nhưng mà mình từ từ cái mình khắc phục. Bạn tham gia thị trường lâu chưa? Bắt đầu từ tháng 3 năm 2021. Hàng ngày mình ngồi mình cứ ôm hoài luôn. Mình cho nên là rồi mình cứ coi thế giới có những cái tin gì mà bất lợi về coi là cứ lên cứ xuống, cứ lên cứ xuống. Mà mình thấy nó xuống rồi nó cũng lại lên à. Cho nên bây giờ đó là mình luyện được cái rồi mà người ta hay gọi là cái nhóm bạn mình nó hay kêu là chai lì cảm xúc đó. Thị trường nó tin tức sao kệ nó, thị trường nó lên xuống sao kệ nó, cứ một cái nguyên tắc, một là cứ là xanh mình vô trung bình giá bán, còn cứ đỏ là mình vô mình trung bình giá mình mua. Cảm ơn bạn, cái đấy là một cái tips như là một kinh nghiệm rất là hay. Hy vọng là các bạn đang xem, các bạn cũng có thể note down cho mình một cái gì đấy. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Nãy giờ thì mình rất là vui thật sự khi nói chuyện với bạn. Mình kiểu cảm thấy được cái năng lượng từ phía bạn, mặc dù mình với bạn là ngồi hai chỗ khác nhau hoàn toàn, nhưng mà mình cảm nhận được cái năng lượng tích cực, cũng như là khi mà nói chuyện rất là vui, chia sẻ bình thường thôi. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì thời gian ngày hôm nay. Trước khi kết thúc video thì bạn có những lời nhắn gửi gì đến cho tất cả những bạn, đặc biệt là những bạn mới tham gia thị trường không? Những bạn mới tham gia thị trường thì thứ nhất là các bạn muốn không phải là thị trường, tất cả những cái ngành nghề khác ngoài đời sống, khi bạn muốn làm cái điều gì đó thì bạn muốn dấn thân vô nó thì trước mắt là bạn phải, thứ nhất là bạn muốn gia nhập vô thì bạn phải dấn thân vô nó nè, rồi bạn phải học hỏi, chịu khó học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi, tìm tài liệu, có nghĩa là mình gọi tóm tắt là giống như là nạp kiến thức vô, mình phải có kiến thức về nó trước đã, rồi từ từ mình nghiên cứu coi mình có thích hợp cái đó không, thiệt là chắc rồi hãy xuống tiền, tại vì từng đồng tiền của mình đó nó rất là, nói chung là mình kiếm nó rất là khó khăn vất vả, cho nên mình phải biết quý báu nó. Khi mình quý nó thì giống như người ta hay gọi là cái từ mà vũ trụ nó, mình quý nó thì vũ trụ ban về cho mình nhiều hơn nữa. Mình phải biết quý nâng niu nó, mình lựa chọn, mình phải suy nghĩ cho kỹ, mình phải chiêm nghiệm, chứ không phải là mình tiền của mình
mình đừng đưa cho bất cứ ai khác quyết định giùm đó. Và mình hãy chịu trách nhiệm cho mọi cái sự việc mà xảy ra với cuộc đời mình đó. Mình mua cái đó mà lỡ nó có lỗ là chuyện mình phải tự chịu trách nhiệm, chứ không phải là tại ông A xúi giục, tại bà B nói ngon nói ngọt. Cho nên là mình phải tự chịu trách nhiệm, mình phải thứ nhất là mình phải nghiên cứu, là mình phải có kiến thức, thứ hai mà mình phải tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình. Rồi và các bạn hãy theo đuổi nó đủ lâu, chứ không phải là mới hôm nay gia nhập là ngày mai phải đòi lời, hoặc là trong một tiếng đồng hồ đòi lời liền, hoặc là mới vô có phản độ gia nhập, phản độ mới có một tuần 10 ngày bắt đầu lên đòi làm chuyên gia, bắt đầu tỉa nến hoặc là vẽ biểu đồ tăng giảm đồ tùm lum, dự đoán đồ này kia, giống như là chuyên gia vậy đó. Cho nên là những cái điều đó là những điều sai phạm, cấm kỵ, các bạn hạn chế để chi, để mình an toàn khi đầu tư. Rồi, ok, cảm ơn bạn chia sẻ rất là vui và rất là hữu ích nữa. Thì hy vọng là các bạn enjoy cái moment này, rất là vui ha khi được nói chuyện với bạn. Và đây quan trọng là đây là một bài dự thi nha mọi người, đây là một bài dự thi trong vòng 2 của cuộc thi Trader Kể Chuyện, cho nên là nếu mà các bạn enjoy, các bạn thấy thích video thì nhớ là hãy bấm like và subscribe cũng như là comment ở bên dưới ha, bởi vì tất cả những cái điều mà bạn làm đều là tính điểm ở trong cái video vòng 2 hết. Nếu mà các bạn thích ủng hộ bạn Tôn Văn Hiếu thì cũng như thì hãy là làm những cái hoạt activities như mình nói ở trên nha. Ok, thì cảm ơn Hiếu rất là nhiều đã dành thời gian join cùng với Co68 TV ngày hôm nay. Mình chúc cho gia đình của bạn, bởi vì lúc nãy mình có nghe tiếng không đích á, thì hình như là bé đúng không? Bé con của dạ đúng rồi. Mình chúc cho gia đình của bạn luôn luôn được bằng an và nhiều sức khỏe ở trong mùa dịch này, cũng như là tiệm hủ tiếu của bạn thì ngày càng buôn may bán đất nha. Dạ cảm ơn chị. Ok, cảm ơn bạn Hiếu rất nhiều, cũng như là cảm ơn tất cả các bạn đã xem video hết từ này đến giờ. Hết rồi. Hy vọng là các bạn thích video này nha. Ok, cảm ơn mọi người và mình sẽ gặp lại mọi người trong những video sau của Co68 TV. Bye. Bye.